Thưa quý vị, mới đây đối tượng Ngô Bá Khá, nickname trên mạng xã hội là Khá Bảnh, đã bị công an thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh tạm giữ hình sự. Thời gian qua, người này nổi lên như một hiện tượng trên mạng xã hội. Anh ta đăng tải rất nhiều clip mô tả những cuộc ăn chơi, những hành vi vi phạm pháp luật, chửi bậy, đốt xe máy, vân vân. Thế nhưng nghịch lý là những clip này lại nhận được rất nhiều like và chia sẻ của cư dân mạng, đặc biệt là các bạn trẻ. Và nghịch lý hơn nữa là đối tượng này kiếm được hàng chục nghìn đô la do YouTube chia sẻ nguồn thu quảng cáo hàng tháng. Ngô Bá Khá, tức Khá Bảnh, từng bị xử phạt sau hành vi dàn hàng ngang trên đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Dư luận tiếp tục dậy sóng khi thanh niên này đập phá, đốt xe máy. Bạo lực, văng tục, chửi thề, khoe tiền, khoe của là đời sống của Khá Bảnh, một hiện tượng mạng xã hội. Khi bị bắt về tội đánh bạc, Ngô Bá Khá cũng dương tính với ma túy tổng hợp. Và sau khi ra trường giáo dưỡng thì Khá tiếp tục có hành vi cố gây thương tích. Và đến năm 2016 thì lại có hành vi gây rối trật tự công cộng, bị tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn xử 5 tháng tù giam. Thế và bản thân Khá đã từng sử dụng ma túy trái phép. Bắt đầu làm video vui vẻ với những điệu múa trên YouTube từ năm 2017, kênh YouTube của Khá Bảnh đã có gần 2 triệu người theo dõi, có tháng kiếm được vài trăm triệu đồng. Từ chỗ được Google ghi nhận là nút vàng, Khá Bảnh dự định quay thêm nhiều video để giành được nút kim cương. Sau Khá Bảnh, các kênh như Phú Lê, Dũng Chọc, Cậu Giang, Ngân Chọc và hàng chục kênh khác cũng đầu tư thực hiện các video clip về chủ đề giang hồ. Trường hợp Thánh Chửi Dương Minh Tuyền cũng khoe kiếm được 144 triệu đồng trực tiếp từ YouTube. Chúng tôi sẽ xử lý đối tượng vi phạm. Thậm chí là với những mức độ nghiêm trọng thì phối hợp với bên các cơ quan chức năng khác như là cơ quan công an để xử lý những cái đối tượng vi phạm từ cái mức độ là xử lý hành chính cho đến là thậm chí là xử lý hình sự. Trưa nay, kênh YouTube của Khá Bảnh đã bị khóa và Khá Bảnh cũng đã bị khởi tố vì tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Sao thấy sai rồi? Thưa tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, tôi thực sự là rất là giật mình sau câu chuyện này vì tôi nhớ rằng các con ở nhà cũng thi nhau múa quạt tay. Mà cái điệu múa đấy chính là từ cái kênh YouTube của Khá Bảnh. Và như vậy là các cháu đã theo dõi cái kênh này cũng một thời gian rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy thưa anh? Dạ vâng, có lẽ là tôi và chị Thu Hà cũng là những người cùng thế hệ, chúng ta đang cảm giác là không biết chuyện gì đang xảy ra ở trên mạng xã hội và không biết cái điều gì đang ảnh hưởng trực tiếp đến con em của chúng ta. Và ở đây có lẽ là chúng ta đang khá là lạc hậu so với những cái trào lưu, so với những cái xu hướng mà các bạn trẻ hiện nay đang tiếp cận ở trên mạng xã hội. Và những cái điều mà chúng ta đang thiếu hụt đó chính là những cái hiểu biết của chúng ta về thế hệ con em của mình và đặc biệt là những cái gì nó đang tồn tại, nó đang tự tung tự tác ở trên những cái mạng xã hội, trên internet nói chung và trên mạng xã hội nói riêng như vậy. Thưa anh, vì sao mà những khán giả cũng gửi comment về cho chúng tôi ấy, là không hiểu vì sao những tay giang hồ, những tay đã vào tù ra tội, có tiền án tiền sự rồi là dính cả ma túy rồi bạo lực như vậy lại thu hút lượng like và view lớn như vậy ạ? Dạ vâng, ở đây chúng ta cũng nhận thấy rằng là xét ở góc độ nào đó thì con người chúng ta là một cái thực thể khá tò mò và hiếu kỳ. Chúng ta luôn luôn mong muốn những cái gì nó khác biệt, nó hấp dẫn và nó thu hút những cái điều mới lạ. Và chính vì thế những cái nhân vật giang hồ trước đây nó chỉ ở trong bóng tối thì bây giờ những cái nhân vật này đã xuất hiện và nó công khai tất cả những hành vi thông qua những cái cuộc ăn chơi, thông qua những cái việc hành xử đối với những cái người khác và cái cách mà họ kiếm tiền. Và cái điều này nó tạo ra cái sự hấp dẫn đối với những cái bạn trẻ, những cái bạn mà đang tìm kiếm những cái sự khác biệt, đang tìm kiếm cái tôi, đang tìm kiếm cái giá trị cho bản thân mình. Và chính vì những cái điều mà trước đây đang bị lu mờ đi, đe che giấu đi mà nó đang xuất hiện, nó dẫn đến là thu hút các bạn trẻ nhiều hơn. Và như vậy thì vô hình chung các bạn đang theo dõi những cái nhân vật giang hồ để mà cuối cùng thì cái sự theo dõi đó lại đem lại cái nguồn lợi rất lớn cho những nhân vật này. Và ngược trở lại, những nhân vật giang hồ này với cái lợi nhuận thu được từ YouTube, từ mạng xã hội, họ lại tiếp tục tìm cách để mà xây dựng hình ảnh, tạo ra những cái hình mẫu mà nó đáp ứng được cái nhu cầu của cái công chúng nói chung đấy, và đặc biệt các bạn trẻ, để mà rồi con em của chúng ta, những bạn trẻ lại bị thu hút bởi những cái câu chuyện, thu hút bởi những cái clip đó. Đúng là đáng tiếc rằng những yếu tố mà đáp ứng thị hiếu ở thị trường ấy thì nó không song hành, rất nhiều trường hợp không song hành với vấn đề đạo đức xã hội.
như anh nói là những cái hình ảnh về giang hồ hoạt động như thế nào và sinh hoạt ra làm sao, rất là thu hút các bạn trẻ. Chúng ta đang nói thế hệ Z là thế hệ các cháu sinh ra từ sau năm 2000. Có vẻ như chúng ta còn rất ít hiểu biết về gu thẩm mỹ rồi sở thích của chúng ạ. Dạ vâng, đúng là chính xác là như vậy. Ở đây chúng ta hình dung rằng là thế hệ Z là thế hệ mà sinh ra cùng với mạng xã hội. Mà ở đó thì nó có là một cái thế giới hoàn toàn khác so với cái thế giới mà chúng ta đang sống. Bởi vì ở trên mạng xã hội nó có đầy đủ tất cả những cái kiến thức, tất cả những cái tri thức mà chúng ta biết rằng là tri thức ngày nay nó càng ngày nó càng nhiều. Và trong một cái xã hội mà có quá nhiều tri thức như vậy, có quá nhiều những cái con người mà xuất hiện ở trên mạng như vậy, nó làm cho các bạn trẻ tự tin hơn, có xuống độc lập hơn và cũng thích thể hiện bản thân mình hơn. Và cái điều nguy hiểm hơn trong cái thế hệ Z mà chúng ta đang có lẽ đang thiếu vắng về mặt tri thức về họ ấy, đó là họ đang nghĩ gì, họ đang làm gì và họ đang chờ đợi cái điều gì và xu hướng họ thế nào. Có lẽ là chúng ta cần phải có rất là nhiều nghiên cứu nữa, chứ còn chúng ta không thể lấy những cái hiểu biết của thế hệ trước để mà lý giải và để áp đặt cho thế hệ Z này. Quá khác với, chính xác là như vậy, và gần như không còn cái cầu nối nào vì nó là trong một thế giới công nghệ hoàn toàn khác. Dạ vâng, chính xác như vậy. Còn một nghịch lý nữa từ cái câu chuyện của Khá Bảnh, đó là những cái YouTuber xã hội đen này họ cũng kiếm tiền rất là dễ dàng, có thể thu về tự động nhờ lượng view và quảng cáo tăng vọt, có thể lên tới 400 triệu một tháng khi mà YouTube chia sẻ cái thu nhập từ quảng cáo. Và hiện nay thì thưa quý vị, hiện nay ở Việt Nam có ba hạ tầng công nghệ lớn nhất, đó là Google, Facebook và YouTube. Các hạ tầng này đều theo nguyên tắc là mở cho tất cả mọi người up lên nội dung của mình, và khuyến khích nhất là trên hạ tầng YouTube, họ đã chia sẻ tiền thu nhập từ quảng cáo cho người up nội dung với một cái tỷ lệ thương lượng mà có thể nói là khá ổn. Clip càng được nhiều người xem, tiền về càng nhiều, và cứ thế, mỗi cú nhấp chuột của người xem sẽ mang tiền tự động về cho chủ clip đó, kể cả sau rất nhiều năm sau này. Hiện xét về video thì YouTube là kênh được xem nhiều nhất ở Việt Nam, có tới 96% người dùng ở Việt Nam xem video trên YouTube, và kênh của Nick Khá Bảnh xếp hạng thứ 59 tại Việt Nam, thưa quý vị. Thưa anh Phạm Mạnh Hà, vậy thì vấn đề đây là các hạ tầng có vẻ như không quá mở và không kiểm soát được những cái hiện tượng tội phạm, cũng như là không ngăn ngừa được những nội dung xấu ở trên mạng, đúng không? Dạ vâng, cái điều này là hoàn toàn chính xác. Để chúng ta hiểu rằng là ngay cái triết lý của những cái mạng xã hội đó chính là một cái thế giới tự do, mà ở đó cá nhân được quyền biểu đạt tất cả những cái suy nghĩ, thái độ cũng như là chính kiến của mình. Tất nhiên thì YouTube hay Google nó đều có nguyên tắc liên quan đến vấn đề là những nội dung đăng tải trên đó về tôn giáo, về bạo lực hay về những cái nội dung khác nhau. Tuy nhiên ấy, thì có lẽ là với một cái tốc độ phát triển rất nhanh của những người sử dụng, thì chính bản thân những công ty này cũng không thể nào có đủ cái nguồn lực để kiểm soát tất cả những nội dung đưa lên. Và chính vì thế chúng ta mới thấy rằng gần đây rất nhiều những clip nhảm nhí hay là những cái thông tin mà thất thiệt đã được xuất hiện ngày càng nhiều. Và thêm vào nữa là gì? Là cái nguyên tắc kiếm tiền từ những mạng xã hội đang là cái kẽ hở để cho những cái đối tượng chúng ta gọi là đối tượng lưu manh, nó tận dụng những cái kẽ hở đó để mà đem lại cái lợi nhuận cho bản thân mình, và bất chấp tất cả những cái đạo lý hay bất chấp tất cả những cái nguyên tắc mọi thủ đoạn của để, một cái xã hội. Để câu view. Chính xác là như vậy. Việc vừa rồi thì Bộ Thông tin Truyền thông đã yêu cầu YouTube phải phải khóa lại cái kênh Khá Bảnh, rồi gỡ một số các cái đường link và những cái thông tin xấu độc khác. Thì cái biện pháp như vậy có thể hiệu quả không để chúng ta có thể ngăn chặn được những nội dung không tốt trên các hạ tầng này? Tôi nghĩ cái biện pháp này là biện pháp mang tính tức thời thôi, không thể giải quyết được. Nếu mà dập kênh của Khá Bảnh thì tôi tin rằng có sẽ nhiều những cái nhân vật giang hồ khác, nhiều cái nhân vật khác lại xuất hiện, và như vậy chúng ta không thể nào đuổi theo để chúng ta giải quyết để tắt những kênh như này. Vâng. Bởi vì chúng ta thể tắt được một người, hai người, 100 người, nhưng đến cả hàng trăm nghìn người có lẽ là thực sự là cái khó khăn. Vậy tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta ngăn chặn là việc nên làm, nhưng cái việc ngăn chặn từ gốc và ngay từ đầu một cách phòng ngừa, đấy là cái giải pháp nó cần thiết và nhất thiết. Chúng ta phải tìm hiểu về suy nghĩ, về tâm trạng và cái gu sở thích của thế hệ Z, thế hệ con em chúng ta. Chúng ta đã có luật an ninh mạng rồi. Tuy nhiên từ cái luật an ninh mạng này chúng ta đưa nó vào cái cuộc sống và chúng ta phổ biến cho tất cả những cái thành viên của cái cộng đồng mạng là người Việt Nam cũng như là người nước ngoài mà có cái sử dụng cái hạ tầng, cái thông tin mà có liên quan đến Việt Nam, chúng ta phải hiểu được cái điều đó để làm sao để mỗi người ý thức được rằng là cái việc mình đưa thông tin lên
nó có vi phạm hay không vi phạm với những cái quy định của pháp luật hay không. Bởi vì tôi nghĩ rằng hiện nay những người dùng mạng xã hội nói chung ấy, có lẽ là chúng ta chưa hiểu biết nhiều lắm về những cái quy định, những nguyên tắc ứng xử như thế nào để mà chúng ta không gây ảnh hưởng tới người khác mà vẫn phục vụ tốt cho bản thân mình. Tôi nghĩ đấy là cái yếu tố số 1. Cái yếu tố thứ hai, tôi nghĩ rằng là cái vấn đề liên quan cái giáo dục, để cho cái cá nhân chúng ta có được một cái bộ lọc để có thể tự sàng lọc những cái thông tin nào chúng ta thấy phù hợp và những thông tin nào chúng ta không nên xem và không nên xem. Và tôi nghĩ rằng là đây là cái điều mang tính cốt tử nhất, bởi vì chúng ta không thể nào dùng pháp luật để ngăn chặn tất cả những cái hành vi vi phạm pháp luật, bởi vì là tội phạm thì luôn luôn có cách để mà tìm kẽ hở. Thì vấn đề ở đây chính là mỗi một cá nhân chúng ta hãy biết cách thận trọng trong việc chúng ta xem cái gì, chúng ta like cái gì, chúng ta chia sẻ cái thông tin gì. Tôi nghĩ rằng cái điều này nó phải nâng cao được cái hiểu biết cũng như là cái thái độ của chúng ta đối với cái thông tin. Và tôi nghĩ cũng có thể là mình đưa ra những cái nhận xét rằng nội dung này hoàn toàn là không phù hợp, nội dung này rất là xấu và độc. Và trước những cái comment như thế thì đó cũng là dấu hiệu để mà nhà mạng có thể là tín hiệu để họ nghĩ rằng là họ phải quản lý và gỡ những cái nội dung đó ra khỏi mạng. Cảm ơn Phó Giáo sư Phạm Mạnh Hà. Thưa quý vị, sự thật là lượng video được đưa lên YouTube chỉ trong 60 ngày thì nhiều hơn tổng thời lượng của 3 đài truyền hình lớn nhất nước Mỹ sản xuất ra trong vòng 60 năm. Với lượng thông tin và hình ảnh khổng lồ như vậy thì quý vị thấy cũng không có ai có thể kiểm soát hết được. Và hiện nay truyền thông mạng xã hội là đang hoàn toàn chi phối thế hệ Z, thế hệ sinh ra sau năm 2000 của chúng ta. Thần tượng để mà ảnh hưởng tới lối nghĩ, lối hành động của rất nhiều con em chúng ta không phải là ai khác mà chính là các YouTuber nổi tiếng. Đây là sự thật mà chúng ta không thể chối bỏ và chúng ta phải nghĩ giải pháp từ phía gia đình, nhà trường, tổ chức, đoàn đội rồi quản lý nhà nước và cả cộng đồng. Bởi giang hồ trên mạng thì là ảo nhưng lối sống vi phạm pháp luật và tội ác thì hoàn toàn là thật.